Vào mùa xuân, khi lái xe dọc trên những con đường cao tốc hay tản bộ dọc theo những ngọn đồi, các công viên phổ biến ở bang Texas, không khó để bạn bắt gặp một loài hoa với sắc xanh quyến rũ. Đó chính là hoa Bluebonnet, loài hoa biểu tượng của bang Texas. Bluebonnet đến vào mỗi năm như một điều kỳ diệu. Khi cái giá lạnh mùa đông qua đi, sau vài trận mưa, những mảng hoa dại mọc lên. Sau đó chẳng mấy chốc cả vùng hoa cỏ trở mình trỗi dậy, phát cho mình tấm áo mới xanh mướt, sống động, rực rỡ. Để hạt giống Bluebonnet nảy mầm, có thể mất từ vài tháng, nhưng cũng có thể vài năm. Vòng đời của hoa bắt đầu từ mùa thu, khi những hạt giống nằm ẩn trong đất gặp gió, mưa và thời tiết xâm nhập mọc lên những lá mầm đầu tiên. Đi qua mùa đông giá lạnh và phát triển nhanh chóng vào mùa xuân, trước khi gửi những chùm hoa xanh biếc đến thế giới loài người. Như loài hoa mang tên, Bluebonnet có màu xanh dương đậm, điểm thêm chút trắng ngà, hoặc đôi khi là hồng phai ở đỉnh. Bluebonnet được mọc thành chùm thẳng đứng, cao từ 20-50cm dọc theo thân cây. Chúng dường như không có mùi hương. Tuy nhiên, vài người cho rằng nó tỏa ra một mùi hương như một thứ kẹo dịu ngọt. Mùa Bluebonnet thường nở rộ vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, tùy thuộc vào nhiệt độ. Nếu bạn muốn tận hưởng tối đa khoảng thời gian ngắn này, hãy lên kế hoạch cho chuyến đi. Tuy nhiên, cần ghi nhớ vài điều trước khi đi. Việc hái hoa không phải là bất hợp pháp, tuy nhiên nó là một hình thức xấu. Hãy để lại những bông hoa, vì vậy những hạt giống có thể rớt xuống để có thêm nhiều những bông hoa cho năm tới. Đôi khi, để có những bức ảnh yêu thích, một vài người chọn để nằm hoặc ngồi lên hoa. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc về điều này để không phá hủy vẻ đẹp vốn có của chúng. Thêm một lưu ý, những cánh đồng hoa dại là nơi thường có kiến lửa hoặc đôi khi có cả rắn. Hãy cẩn thận khi đi qua những đám cỏ nơi bạn không thể nhìn thấy phía dưới chân của mình.